Xin biết chào quý vị khán giả và các bạn đang xem Nhà Đẹp trên kênh Nhà Đẹp Nông Thôn Mới. Hôm nay em Thủy lại đang có mặt tại thành phố Thái Nguyên để chia sẻ lên đến quý vị khán giả và các bạn một cái mẫu biệt thự nhà vườn chu năm gian 2 tầng mái được em với chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên tư vấn và thiết kế cho bác Thi. Bác Thi thì khởi công ngôi nhà này từ năm ngoái, đến giờ thì trong nhà, nội thất và đồ trong nhà đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên cái ngoại thất thì bác vẫn đang chỉ chu thêm ạ, bác đang làm thêm còn một số thứ nữa. Ví dụ như cái vườn này là vườn cây cảnh, sinh vật cảnh của bác ở đây với tạm tạm ổn. Còn cái vườn đằng trước này thì em với chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên đã tư vấn cho bác là làm một khoảng vườn đến đây và một khoảng vườn dưới, chia làm 3 cấp ạ. Cấp thứ tư nữa thì nên đến nhà. Các bạn đang chuẩn bị làm nhà mẫu biệt thự chữ nhà vườn chữ U Lam Gian, các bạn cùng em tham khảo mẫu nhà này. Mẫu nhà này chi phí xây dựng từ 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ ạ. Đó, tại sao lại có những cái mẫu nhà nhỏ thì là 1 tỷ 2, 1 tỷ thì các bạn cũng làm được. Tuy nhiên ở đây, trong cái ngôi nhà này thì là khá to. Toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà, từ nhà chính đến nhà không gian nhà bếp của chúng ta ở đây ạ, là có diện tích là 24m mặt tiền và chiều sâu là 10m. Đó, nhà chính của chúng ta là có diện tích là 18 và cái khoảng lối để cái sảnh nhỏ kia và vệ sinh là 2m và không gian bếp của chúng ta là 4m. Đó. Không gian ở trong cái ngôi nhà này thì rất phù hợp với nhiều bác nhà trưởng, con trưởng. Đó là chúng ta có phòng thờ ở chính giữa, phòng thờ ở chính giữa và phòng khách kết hợp với phòng thờ. Và 4 phòng ngủ của chúng ta được sắp đặt ở 4 góc xung quanh ngôi nhà. Đó, tạo cái sự ấm cúng gần gũi khi chúng ta sinh hoạt. Cái mặt tiền của chúng ta ở đây là có mặt tiền của 3 gian phòng khách của chúng ta là có diện tích 9m. 9m và chiều sâu 10m. Tuy nhiên chúng ta ở đây chừa cái khoảng sảnh này, chừa cái khoảng 5 bậc này, chừa hiên này, thì phòng khách của chúng ta còn 54m² phòng khách. Đó. Và được ở giữa chúng ta xây cao lên ba cái tầng, hai cái tầng mái này, tạo cái điểm thông thoáng và cũng là cái điểm đặc trưng của cái ngôi nhà chữ U Lam Gian. Rất phù hợp với nông thôn, rất phù hợp với nhà bác nhà trưởng, con trưởng, và nó tạo lên kết hợp giữa cổ và kim. Đó. Đó, và bên sau kia chúng ta là cái nhà xe này, sau đến cái khu nhà ăn nhà bếp này, và sang bên này là chúng ta ở đây là cái không gian chính của ngôi nhà. Ở đây cột của chúng ta được thiết kế 2 cột chính và 2 cột giả ôm hai bên nữa. Đó, cột của chúng ta vuông 50. Đó, ở chân này thì chúng ta để ngôi nhà đẹp thì chúng ta tạo ốp bằng những gạch thẻ này. Nó vừa là tôn cái ngôi nhà của chúng ta lên, cũng là sạch, không bị bẩn khi mùa mưa gió đến. Đó. Và các bạn nhìn thấy một màu trắng rất là đẹp. Đây, cái khoảng sảnh của chúng ta, khoảng sảnh hiên này của chúng ta có diện tích là 2m6. Đó. Và bác đầu tư vào ngôi nhà khá kỹ. Cửa đấy ạ. Cửa này là gỗ nhập khẩu ạ. Có lim nhập khẩu, lim Mỹ nhập khẩu ạ. Vân rất là đẹp. Đó. Và các bạn cùng em vào thăm phòng khách. Ở đây phòng khách của chúng ta rất là cao thoáng và phòng thờ đặt ở chính cung. Một bàn nước chúng ta kê ở vị trí bên kia. Đó. Và tivi chúng ta kê ở vị trí bên này. Đó, hai bên phòng khách là chúng ta đều được mở hai cửa. Và các bạn cùng em đi vào thăm cái phòng ngủ đầu tiên. Đó. Phòng ngủ này là có diện tích là 14m² sử dụng, chưa không tính là phủ bì là 16m ạ. Phòng xây xong phần 14m. Đó. Khi những cái ô cửa của chúng ta ở đây là do lắng gió nên là bác làm bằng nhôm kính rất là đúng ạ. Đó. Sau này thì ở khu vực này sẽ được treo một cái rèm. Đó là phòng ngủ số 1. Và ở bên trái của ngôi nhà và phòng ngủ phía trước là phòng ngủ số 2 ạ. Phòng ngủ này được thiết kế cho mẹ bác ở đây. Đó, được mở một cửa sổ to ở kia, hai cửa sổ nhỏ hai bên đầu giường. Đó, chúng ta sắp đặt đồ như thế này rất là hợp lý, rất là đúng ạ. Và có một WC khép kín dành cho mẹ. Và các bạn cùng em đi sang với bên phải của ngôi nhà. Ngôi nhà thì phía bên phải ở đây chúng ta đang thay đổi với động tĩnh.
Đó. Phòng ngủ số 3 này ạ. Phòng ngủ số 3 này thì là phòng của bác chủ nhà. Và phòng này cũng có vệ sinh khép kín. Đó, vệ sinh khép kín chúng ta ở để ở vị trí kia. Đó. Và két chúng ta để ở kia, két và tủ chúng ta kê ở chỗ kia rất là hợp lý, rất là đúng, được giấu kín. Và đi sang với cuối này là chúng ta có phòng ngủ thứ tư. Đó. Em Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em. Nếu quý vị khán giả và các bạn đang chuẩn bị làm nhà, quan tâm đến tư vấn, quan tâm đến thiết kế, xin gọi điện 0974427638. Em sẽ đến tận nơi giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành mẫu nhà đẹp, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian. Đó. Và mời các bạn tham quan cái không gian phòng ăn phòng bếp ở đây. Chúng ta không gian phòng ăn phòng bếp của chúng ta diện tích không quá to. 4 x 7 28 m² ạ. Đó, không gian phòng ăn phòng bếp của chúng ta là ở đây có 28 m², mở một cái cửa nhỏ đi từ nhà xe sang. Đó, và cửa sổ ở đây. Và có một cái sảnh, sảnh này là sảnh của ngôi nhà phòng ăn phòng bếp được nhỏ hơn so với sảnh chính của ngôi nhà. Một lần nữa em Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem cái chia sẻ của em. Em xin được kết thúc cái video này tại đây ạ. Xin chào và hẹn các bạn ở một chia sẻ lần sau.